Linh lấy lại tại đất thiện sư giờ này còn phải đặt tràng của chúng con phải trang nghiêm như pháp và phật tử chúng con cộng đồng hướng về ba ngôi tam bảo thành kính bái tỉnh tại đất thiện sư quan âm pháp tọ nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch đại chúng, thật là một nhân duyên thù thắng. Trước hết, chúng con xin cảm ơn Thượng Tọa Trụ Trì đã tạo thuận duyên cho chúng con được chia sẻ tinh thần đạo pháp cho đạo tràng trong khóa tu xuất gia giao duyên lần thứ 21 này. Trước và trên hết, xin kính chúc Thượng Tọa Trụ Trì luôn pháp thể khinh an, tuệ đăng thường chiếu, và kính chúc đại chúng chúng ta trong 10 ngày tu được an lạc trong chánh pháp. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay ngày thứ 7 rồi mà thầy thấy thứ 8 rồi phải không? Thấy quý vị vị nào cũng sụt sịt, vị nào cũng ho. Thời tiết nó thay đổi bất thường, hay nữa là chúng ta ở xứ nóng mà chúng ta qua xứ lạnh thì nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe ngay. Chính thức bản thân của Nhuận Thanh cũng vậy. Hôm nay ngày thứ 8 rồi. Sáng nay trước khi lên giảng, cô 12 có cho ông ly nước chanh, chanh gừng, kêu thầy uống đi cho nó khỏe, lên thầy giảng thì nói chuyện. Cũng cảm ơn cô rất là nhiều, đặc biệt là cảm ơn tất cả các vị lo cho khóa tu của chúng ta trong đợt này. Lần đầu tiên về đây thật vô cùng là ấm áp. Chúng ta cho một tràng pháo tay để khích lệ tất cả.
Thầy sẽ đọc cho quý vị nghe một bài thơ gửi gắm đến tất cả các vị đang tu hành tại nơi đây. Những người nào có mái tóc xanh, hay là mái tóc kim, hay là mái tóc bạc, hay là quý vị đã phủi xong rồi, thì coi thử mình đang có mái tóc gì và chúng ta đang đi đâu. Tôi cất tiếng gọi người em, mái tóc xanh mà tôi chưa quen biết, đang bước đi trong đêm tối mịt mờ. Em về đâu giữa sa mạc mênh mông, đường vạn nẻo, đường đời đầy cát bụi. Quá khuya rồi, em hãy nghe tôi nói, dừng lại đây, hãy ghé lại nơi này, để chúng mình tâm sự một đêm nay, rồi em ở hay đi là tùy ý. Phải không? Giờ em nói, ai muốn nghe tôi nói? Đường sa mạc mịt mờ trong đêm tối, nhưng em ơi còn một nẻo vinh quang. Có con thuyền Bát Nhã độ nhân sinh, vượt bể khổ đưa người về bến giác. Nghe tôi nói, em mỉm cười hoan lạc, tay chắp tay trong ánh mắt tâm tình. Đêm dần tàn, trời trở lại bình minh, giờ em ở hay đi là tùy ý. Tôi cất tiếng gọi người em, mái tóc xanh mà tôi chưa quen biết. Tất cả các vị Phật tử trong đạo tràng của chúng ta hôm nay là tất cả những vị thầy chưa hề quen biết, đang bước đi trong đêm tối mịt mờ. Chúng ta trong cuộc sống mưu sinh, bôn ba, cực nhọc, vất vả, từ Việt Nam đi qua xứ người, chúng ta lặn lộn, gầy dựng tất cả mọi công việc trong cuộc sống, rồi chúng ta hướng được một con đường là chúng ta biết được sự tu tập, đã quay về đây để tu tập. Đang bước đi trong đêm tối mịt mù, em về đâu giữa sa mạc mênh mông, đường vạn nẻo, đường đời đầy cát bụi. Khuya lắm rồi, đường đời đầy cát bụi. Cuộc sống này nó làm cho chúng ta vô cùng đau khổ, vì kinh tế, vì con, vì gia đình, vì xã hội, vì tiền bạc, làm cho chúng ta luôn luôn bị cặm cụi vào trong đó. Đặc biệt là lần đầu tiên thầy qua nước Mỹ, thầy thấy người Việt Nam sướng. Những người phụ nữ đi qua nước ngoài quá cực. Như một vị hòa thượng có nói đó, có một vị Phật tử tâm sự rằng là Việt Nam có 12 con giáp, nhưng qua đến nước Mỹ con chỉ còn có một con thôi. Dạ, con trâu đúng không? Cho nên thực sự tất cả những người Phật tử đang ngồi trong đạo tràng này là những người có nghị lực, có cuộc sống rất là vững mạnh về tâm linh, đã bôn ba nhọc nhằn trong cuộc sống vì gia đình, vì xứ sở của mình, gửi tiền, gửi bạc lo cho cha, cho mẹ, rồi làm từ thiện về tu tập. Đường sa mạc mịt mờ trong đêm tối, nhưng tất cả các vị được có duyên lành, được Pháp đã nuôi dưỡng các vị. Tuy rằng các vị không được đi đến những nơi tu tập như Việt Nam, Việt Nam chỉ cần quý vị bỏ ra 10.000 là quý vị đến được chùa. Còn đối với nước Mỹ hay nước Canada, mỗi lần quý vị có một khóa tu thì quý vị tốn tệ nhất cũng phải 5-10.000 mới đi được khóa tu. Đúng không ạ? Đúng không? Cho nên quý vị có vé đi về Tây Thiên đắt không? Đắt không quý vị? Quá đắt. Đúng không? Nhưng mà chúng ta có đi được không? Đó, đó là một vấn đề. Cho nên là cái vé đi về Tây Thiên quá đắt. Quá đắt thì sao? Vì chúng ta là những người có tâm tu tập, chúng ta phải quyết về Tây Thiên. Tây Thiên đây là chúng ta phải tạo dựng được cái Tây Thiên ở cảnh Ta Bà, chứ không những là Tây Thiên ở tịnh độ. Nếu mà chúng ta không trang nghiêm được cảnh giới Tây Thiên ở thực tại, thì chúng ta không bao giờ trang nghiêm được cảnh giới Tây Phương ở tịnh độ cả. Tịnh độ là lòng trong sạch, đâu cần lần lượt hỏi Tây Phương. Di Đà là tánh sáng soi, đâu phải nhọc tìm về cực lạc.
À, quý vị nhớ, tịnh độ là lòng trong sạch, đâu cần phải tìm cảnh giới Tây Phương. Di Đà là tánh sáng soi, không phải nhọc mà tìm về cực lạc. Có nghĩa là chúng ta muốn trang nghiêm về cảnh giới Tây Phương tịnh độ thì trước hết bản thân chúng ta phải tự trang nghiêm cảnh giới ta bà. Cách cõi ta bà này, ngàn vạn ức hằng xa quốc độ, có thế giới tịnh độ nhưng chúng ta khó lòng đến đó được. Nhưng vẫn hiện đâu đây một đôi giày rơm. Nói buồn cười không? Đôi giày da thì chúng ta mất tiền mua, chứ đôi giày rơm thì ngoài cánh đồng có ai đó gặt lúa, chúng ta bện một cục quấn vô cái chân đi khỏi tốn tiền. Như vậy thì đôi giày rơm cũng không tốn tiền, mà con niệm Phật có tốn tiền không? Tốn không? Đó, cho nên cách gọi ta bà này, ngàn vạn ức hằng xa quốc độ, có thế giới tịnh độ nhưng chúng ta khó lòng đến đó được. Nhưng vẫn hiện đâu đây đôi giày rơm. Như vậy thì câu niệm Phật không cần phải tốn tiền, đôi giày rơm cũng không cần tốn tiền. Sự tu hành của chúng ta mỗi ngày thực tập vững chãi, chúng ta cũng không cần tốn tiền. Như vậy thì trước khi chúng ta muốn, sau khi cuộc đời này mãn phần mà chúng ta sanh về cảnh giới của Phật, cảnh giới tịnh độ, thì trước hết chúng ta phải tự trang nghiêm nơi cảnh giới ta bà này thật vững chãi, thì lúc đó chúng ta mới về cảnh giới Phật được. Thưa quý vị, cảnh giới của Đức Phật A Di Đà là cảnh giới cực lạc. Cực là tột cùng, là lạc là vui, vui đến mức độ tột cùng, không có nỗi buồn. Thì họ đâu có chứa cái phiền não, họ đâu có chứa giận hờn, đâu chứa tham, đâu chứa sân, đâu chứa si, đâu chứa nghi ngờ, đâu chứa ác kiến, đâu có chứa tất cả những cái gì mà phiền não trong cuộc đời này. Như vậy thì khó không? Khó không? Quá khó chứ. Tức là cái cảnh giới đó không có chứa tất cả những cái phiền não, mà chúng ta có phiền não thì làm sao chúng ta đến nó được. Như vậy thì muốn về cảnh giới của Đức Phật A-di-đà thì chúng ta phải gạn lọc phiền não. Ngàn vạn ức hằng xa quốc độ, có thế giới tịnh độ, nhưng chúng ta khó lòng. Khó lòng vì sao? Vì cảnh giới đó không dung nạp cái hợp thể ngũ uẩn, không dung nạp tất cả những cái chướng nạn trong cuộc đời này. Mình ở trên đó họ đang vui, mình về viện đó mình mang phiền não về, mình chọc họ, họ phiền não theo làm sao? Cho nên cảnh giới đó không dung nạp tất cả những cái gì phiền não trong cuộc đời này. Vì vậy thầy nhắc đi nhắc lại những lần cho các vị hiểu, cảnh giới của Phật không dung nạp cái hợp thể ngũ uẩn và không dung nạp tất cả những cái gì mà hiện hữu trên cuộc đời này, là tham, là sân, là si, nghi ngờ, ác kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ, giới cấm thủ. Tất cả những cái điều mà sai trái trong cuộc đời này không có chấp nhận được, thì cảnh giới ta bà này hiện tại đã không chấp nhận, thì cảnh giới cực lạc Tây Phương cũng không chấp nhận nó. Vì vậy cho nên mục đích của chúng ta muốn trang bị cho cuộc sống này hiện tại về cảnh giới của Tây Phương, của Tây Thiên, thì chúng ta phải gạn lọc phiền não. Quý vị đồng ý không? Dạ, A Di Đà Phật. Em về đâu giữa sa mạc mênh mông, đường vạn nẻo, đường đời đầy cát bụi. Quá khuya rồi, em hãy nghe tôi nói, dừng lại đây hay ghé lại chốn này, để chúng mình tâm sự một đêm nay, rồi em ở hay đi là tùy ý. Quá khuya rồi. Khuya chưa quý vị? 80 tuổi mà chưa biết đạo cũng khuya lắm rồi, đúng không? 20 tuổi chưa biết đạo cũng khuya lắm rồi, 30 tuổi chưa biết đạo cũng khuya lắm rồi. Quá khuya rồi, em hãy nghe tôi nói, dừng lại đây, hãy ghé lại chỗ này. Chỗ này là đâu? Hãy về đây mỗi năm. Dừng lại đây, hãy ghé lại chỗ này, để chúng mình tâm sự một đêm nay. Nói về tình yêu hả? Để chúng mình tâm sự một đêm nay, rồi em ở hay đi là tùy ý. Chờ cuộc đời này nó rất là tự do. Tôi nói xong, em thích ở thì ở, mà thích đi thì đi. À,
Chúng ta trong cuộc đời cực nhọc, lam lụng, vất vả, quá khuya rồi. Em hãy nghe tôi nói, dừng lại đây, ghế lại chỗ này. Như vậy trong một tuần vừa qua, quý vị có nghe các thầy tâm sự không? Quý ôn tâm sự, quý thầy tâm sự, những bài pháp, sự chia sẻ, các cô chia sẻ, tụng kinh, lạy Phật, sám hối, sinh hoạt trong một cộng đồng tu tập như thế này, là hiện tại chúng ta đang tâm sự. Và hiện tại thầy Nhuận Thanh cũng đang tâm sự với các vị. Quá khuya rồi, em hãy nghe tôi nói, dừng lại đây, hãy ghé lại chỗ này, để chúng mình tâm sự một đêm nay, rồi em ở hay đi là tùy ý. Như vậy thì trong thời gian tu tập 10 ngày của chúng ta cảm nhận được gì? Chúng ta lượm lặt được những gì trong 10 ngày qua? Hay là chúng ta có một chút gợn phiền não? Có thể chúng ta cảm nhận được giáo pháp của Phật ít, có thể chúng ta cảm nhận được giáo pháp của Phật nhiều. Đôi lúc chúng ta cũng có thể không chấp nhận vì một cái lời tâm sự nào đó của một vài thầy cô. Đúng không? Có thể như vậy. Lý do sao chúng ta không cảm nhận được và không chấp nhận được những lời chia sẻ của thầy cô? Vì Đức Phật dạy rằng có ba hạng người: hạng thượng căn thượng trí, hạng trung căn trung trí và hạng hạ căn hạ trí. Bậc thượng căn thượng trí nghe đạo liền thực hành theo. Hàng trung căn trung trí nghe đạo thoạt nhớ, thoạt quên, bán tín bán nghi. Hàng hạ căn hạ trí nghe đạo liền phá lên cười. Nếu không có kẻ cười đó, ai biết tinh hoa của đạo pháp là gì? Quý vị coi thử mình nằm trong bậc nào. Hàng thượng căn thượng trí thì nghe đạo thì liền thực hành theo. Tức là chỉ cần nghe đạo là thực hành theo liền, không cần có suy nghĩ, thực hành rốt ráo và tu tập chứng quả giải thoát ngay, là bậc thượng căn thượng trí. Giống như các bậc tổ sư như ngài Huệ Năng, chỉ cần một câu nói là ngộ tỉnh và tu tập ngay tới các chứng quả, các vị tổ. Đó là thượng căn thượng trí, nghe đạo liền thực hành theo. Bậc trung căn trung trí nghe đạo thoạt nhớ, thoạt quên, bán tín và bán nghi. Chúng ta có như vậy không? Có không? Còn không? Đó. Chúng ta nghi ngờ đạo pháp, nghi ngờ các thầy, nghi ngờ giáo pháp, nghi ngờ sự tu tập. Không biết tu hành như vậy rồi được cái gì? Hôm nay chúng ta đi tu đây được cái gì? Rồi chết rồi chúng ta sẽ đi về đâu? Nghe nó chết về Tây Phương Cực Lạc, nếu chúng ta niệm Phật A Di Đà có không? Rồi nghe nói rằng là chúng ta làm những việc ác, chúng ta đọa vào địa ngục có không? Tức là nghi ngờ. Mà đặc biệt trong sự tu tập của chúng ta, cái tâm nghi ngờ là cái tâm nguy hiểm nhất. Hôm nay chúng ta còn nghi không? Nghi không? Nghi không? Có nghi không? Chắc chắn chưa? Còn những người á mà cái hạ căn hạ trí nghe đạo liền phá lên cười, có không? Thấy những người mà nghe đạo mà chỉ cần mình nói chị đi chùa tôi đi chị, hỏi mày đi chùa làm chi vậy, làm gì đó? Tao đi chơi cũng sướng à, chút nữa tao đi hát karaoke nè, chút nữa tao đi nhậu nè, mắc gì đi chùa lên để ngồi tụng kinh theo mấy ông thầy chi vậy? Tức là người ta có những cái sự phỉ báng, người ta không tin tưởng. Đó là nghe đạo liền phá lên cười. Nghe mình ăn chay là họ phỉ báng, nghe mình phóng sanh họ phỉ báng, nghe mình niệm Phật là họ phỉ báng, nghe mình làm tất cả các việc thiện là họ phỉ báng liền. Không những người bên ngoài, kể cả người thân của chúng ta cũng vậy, đôi lúc cũng làm trở ngại con đường đạo của chúng ta nữa. Nhưng chúng ta đừng vì vậy mà thối lui cái tâm Bồ Đề của chúng ta đã phát ngay từ đầu. Vì vậy thầy mong rằng tất cả các Phật tử chúng ta hãy ngồi nhìn lại trong ba căn này, mình được dự vào căn nào? Thượng căn thượng trí, trung căn trung trí, hay là bậc hạ căn hạ trí? Trong những thời giáo pháp của các thầy, mỗi thầy có mỗi tư tưởng truyền đạt lại cho Phật tử, mỗi thầy có mỗi ý truyền đạt lại cho Phật tử. Tất cả đều mang một cái tâm hồn, một cái tư tưởng giảng pháp truyền đạt, nhưng mỗi người đều có mỗi sự cảm nhận khác nhau.
Mà khi chúng ta cảm nhận không được ấy, thì chúng ta cho rằng đó là sai. Mà chúng ta cảm nhận được ấy, thì chúng ta nói là đúng, là hay. Đúng không quý vị? Đó. Như vậy thì tất cả những điều đó nó không quan trọng. Khi chúng ta chưa cảm nhận được thì chúng ta cứ im lặng. Một ngày nào đó chúng ta sẽ thấy lời nói nó đúng. Còn bây giờ chúng ta chưa cảm nhận được và chúng ta cho rằng là không đúng, sai, và chúng ta phát biểu lung tung thì ảnh hưởng đến tinh thần tu tập của chúng ta và những người xung quanh, những người bạn đạo. Rồi có những Phật tử họ nói như thế này: ủa, 21 kỳ rồi mà sao kỳ nào chị cũng đi vậy? Có cái gì vui không? Có những vị đi lần đầu, có những vị đi một vài lần, có những vị đi xong rồi lần này sắp xếp công việc được không đi về Tây Thiên đợt này, cảm thấy rất là buồn, tiếc, cảm thấy rất là không có duyên. Rồi không biết mọi việc mình tu tập như thế nào đây, mình bỏ dở giữa chừng, phát nguyện rằng năm nào cũng về Tây Thiên một lần, dàn xếp hết mọi công việc, về chồng, về con, về nhà, về cửa, về gia đình, về kinh tế, sắp xếp hết để mà đi. Mọi việc chuẩn bị sẵn, nhưng đùng một chuyện xảy ra trong gia đình chúng ta không đi được, đôi lúc bỏ vé. Có không quý vị? Cái thân thì ở nhà chứ mà cái đầu hướng về Tây Thiên. Đúng không quý vị? Đó. Rồi có những người ấy, cái bà này ăn rồi bên Tây Thiên có cái gì vui? Bên chỗ thầy Pháp Hòa có cái gì vui? Mà sao năm nào bà cũng đi vậy? Nhưng họ đâu có tu như mình mà họ biết vui hay không? Họ đâu có tu mà họ biết. Chưa tu lần nào, biết tu lần làm sao, biết tu được trong, biết trong đường tu như thế nào. Những đêm trời mưa, một mình ôm gối, lòng thầm tự hỏi biết đi tu có được gì không? Chưa tu lần nào, biết ra làm sao, biết trong đường tu như thế nào? Như thế nào là quý vị tự hiểu đúng không? Tự cảm nhận. À, niềm vui của mình thì mình tự nhận thôi. Quý vị bưng một ly nước, quý vị uống. À, uống như thế này. Đúng không? Hỏi ngon không chị? Ngon. Hơi ngon làm sao chị? Nó ngọt ngọt. Rồi uống ngọt là làm sao? Hỏi nó nóng. Nóng làm sao? Hỏi nó mặn. Mặn làm sao? Nó thôi bà bưng bà uống đi là bà biết liền à. Đúng không? Mệt quá. Bà bưng bà uống là bà biết liền nó ngọt hay nó mặn, hay tôi nói tôi diễn tả bà không có biết được. Đó, cho nên muốn hả? Mua vé đi sang năm đi với tôi. Tôi dẫn đi. Cái tinh thần của Kinh Pháp Hoa cũng vậy. Trong cái phẩm Dược Thảo Dụ, một trận mưa xuống thì tất cả các giống cây lớn nhỏ đều có hết. Mà mỗi loại cây thì có sự cảm nhận và hấp thu cái nước khác nhau. Cây lớn thì hấp theo lớn, cây nhỏ thì hấp theo nhỏ. Những cây mà không hấp thụ được là nằm trong những cái xó, bị những cái tảng đá che, không có hấp thụ được. Như cũng vậy, trong giáo pháp của Phật thì hiện tại đang tràn lan khắp nơi trên thế giới. Nhưng có người nào gặp và cảm nhận được là cả một vấn đề. Có duyên trong Phật pháp là cả một vấn đề. Nhưng đôi lúc có những người sát bên cổng chùa mà chưa bao giờ bước chân tới chùa. Người ta dùng là gần Phật là gọi Phật bằng anh, thấy Phật hiền lành mà ẩm Phật đi chơi. Rồi mình nghe cái tiếng kinh thì mình cảm thấy an lạc hạnh phúc, mà họ nghe tiếng kinh họ cảm thấy ồn ào, bức rứt trong tinh thần của họ. Như vậy thì tinh thần đạo pháp đang lan tỏa tất cả mọi nơi, hang cùng ngõ hẻm, nhưng mỗi người cảm nhận về đạo pháp, mỗi vị khác nhau hết, không giống nhau. Vì vậy cho nên chúng ta đừng bắt người ta phải giống mình. Không ai giống mình cả. Mình khác, chị A khác, chị B khác, chị C khác. Vì không giống nhau cho nên tất cả mọi khuôn mặt đều khác nhau. Vì tâm của chị khác tâm tôi cho nên là sinh ra tôi không giống chị. Vì tâm tưởng khác nhau, hình sắc nó cũng khác nhau. Vì vậy cho nên là sự tu tập của chúng ta, sự hành trì của chúng ta nó cũng khác nhau. Có người có thể ngồi thiền được 10 phút, có người mới có 3 phút là gãi rồi. Đúng không quý vị?
Có người ngồi có thể được nửa tiếng, có người ngồi được 5 tiếng, có người có thể ngồi được 2 ngày. Ở trong một cái pháp thực, thiền diệt thực, người ta đang cảm nhận được trong một cái pháp vị rất là an toàn, rất là bình an, rất là vững chãi. Lúc đó là cảm nhận được đạo pháp thì người ta rất là bình an. Dừng lại đây hay ghé lại chỗ này để chúng mình tâm sự một đêm nay, rồi em ở hay đi là tùy ý. Giờ em nói hay muốn nghe tôi nói? Đường sa mạc mịt mờ trong đêm tối, nhưng em ơi còn một nẻo vinh quang. Có trăng vàng bác ái đẹp tình thương, có suối ngọt dương chi lờ lững chảy, có giống cây từ bi muôn vạn trái, có hoa thơm hỷ xả ngát hương lành, có con thuyền bát nhã độ nhân sinh, vượt bể khổ đưa người về bến giác. Nghe tôi nói như vậy, em mỉm cười hoan lạc, tay chắp tay trong ánh mắt tâm tình, tay siết tay trong ánh mắt tâm tình. Đêm dần tàn, trời trở lại bình minh. Đêm là đêm vô minh, đêm mê mờ, đêm ác kiến, đêm dại khờ. Trời trở lại bình minh. Nghe được giáo pháp của Phật trong một tuần qua thì chúng ta thấy được con đường đi, trời trở lại bình minh. Lâu nay chúng ta ở trong cảnh giới phiền muộn, không có lối thoát trong cuộc đời này. Vì chồng, vì con, vì gia đình, vì kinh tế, vì sự tu tập của chúng ta đang bị vướng kẹt một chuyện gì đó, không giải thoát được. Như vậy thì chúng ta đang ở trong vô minh, chúng ta đang nghi ngờ, đang mê mờ. Như vậy trong một đêm trừu tịch, trong một đêm vô minh mà chúng ta nghe được giáo pháp của Phật thì chúng ta thấy được ánh sáng. Đêm dần tàn, trời trở lại bình minh. Giờ em ở hay đi là tùy ý. Hồi nãy tôi kêu ở lại, bây giờ thì đuổi, mà cuối cùng là giờ á, tôi nói xong, em ở hay đi là tùy ý. Giờ quý vị ở hay đi? Ở là đâu có gạo để mà nuôi đâu. Ở đâu có đạo pháp, đó là đạo tràng. Chúng ta lấy cái tinh thần tu tập trong 7 ngày qua, hình ảnh của Đức Phật chúng ta hiện hữu trong tâm thức mỗi khi hành lễ, hình ảnh trang nghiêm của chư Tăng Ni đạo tràng, hình ảnh của đạo tràng Phật tử ăn cơm, uống nước, tọa thiền, tụng kinh, niệm Phật, vui chơi, tất cả đều nằm trong khuôn khổ của đạo. Dù cho một tiếng cười cũng là đạo pháp. Ở ngoài xã hội chúng ta cười khác, trong này chúng ta cười khác. Ở ngoài xã hội chúng ta ăn cơm khác, ở trong này chúng ta ăn cơm khác. Ở ngoài xã hội chúng ta đi khác, trong này chúng ta đi khác. Thử cái bước chân của các vị, nếu về nhà quý vị đi được bước chân như thế này không? Có không? Về nhà quý vị ăn được tô cơm như vậy không? Có không? Không bao giờ có chuyện đó được. Nhưng giờ này là giờ thực tập. Oai nghi, gieo cái duyên của mình trong vô lượng kiếp. Không những kiếp này mà vô lượng kiếp về sau nữa, gặp nơi nào chúng ta cũng có được gặp Phật Pháp. Đó là gieo duyên, gieo cái duyên trong đời này và nhiều kiếp về sau nữa. Đây là cái môi trường để chúng ta gieo cái tâm chúng ta. Rồi sau những ngày này, chúng ta trở về lại với gia đình, thì cuộc sống nó tiếp tục trong cuộc sống bận rộn, mưu kế, sinh nhai, vất vả. Nhưng chúng ta vẫn giữ được cái đạo tâm, vẫn giữ một cái điềm tĩnh để sang năm, ông xã mình không cho đi tiếp. Đúng không? Mà ông có cho đi hay không á, là tại các vị hết. Nên nhớ điều đó. Lý do sao quý vị biết không? Lần này nói anh, cho em đi Tây Thiên nha. Đi chi đi hoài? Bà đi biết về bà có thay đổi được gì đâu đi. Quê không? Quê không quý vị? Quê lắm luôn á. Nói tôi thấy một tháng có một ngày rằm thôi, bà ngày nào bọc rằm hết. Đúng không quý vị? Mình mất niềm tin với người thân của mình thì làm sao người ta hy sinh cho mình để mình đi? Nói em đi đi. Anh ổn không? Được. Bà đi đi, tôi nhà tôi lo hết, yên tâm đi. Cố giữ gìn sức khỏe, qua cho tôi gửi lời thăm thầy, gửi lời thăm quý thầy. Như vậy thì hạnh phúc cực kỳ. Trong lúc mình đi một tuần về, người ta hy sinh hết tất cả mọi việc, công việc gia đình cho mình, kể cả kinh tế. Và bên này, quý thầy đã lao lực làm tất cả mọi việc có thể làm được khi chúng ta được bình an, chúng ta được hết bệnh. Mà trong 10 ngày chúng ta về không gặt hái được gì cả. Quý vị thấy uổng không? Quá uổng phải không? Đó, cho nên đi được hay không
Lần sau là tùy thuộc vào tinh thần cuộc sống của các vị về và sống với gia đình như thế nào, chứ không cần về kinh tế. Kinh tế chúng ta có thể có, nhưng chúng ta không bao giờ đi được, vì chúng ta sống cuộc sống làm cho gia đình chúng ta không tin tưởng để cho chúng ta đi. Đó là điều thầy muốn nói. Có một vị Phật tử, đệ tử của thầy, họ rất là đàng hoàng, họ tu tập rất là tốt. Ông chồng thì không bao giờ đi chùa, chị vợ đi chùa thôi. Mà mỗi lần đi chùa, ông chồng chở vợ đi chùa xong chồng đi về, thường xuyên mấy chục năm như vậy. Nhưng ông chồng tu tập rất tốt, không phiền hà ai, rất là thương yêu vợ, rất là thương yêu con. Vợ đi đâu hay làm gì không bao giờ để ý, không bao giờ nói, cứ làm công việc hàng ngày như vậy thôi. Ông chồng rất là tin tưởng vợ. Nhưng có một hôm đó, ông chồng cũng nói như thế này: em đừng đi chùa nữa. Bà sang tay áo lên à, tức là ông đang ngồi uống trà thôi, bình tĩnh ông uống trà. Thì ông mới nói như này, ông chị ta mới bỏ cái áo tràng vô cái túi sách, xong rồi ra đi, nói anh ở nhà coi nhà tôi đi chùa, đóng cửa lại, hôm nay em đừng đi chùa nữa. Ông nói nhẹ thôi chứ không có la. Nếu những người mà không biết tu hành á thì la rồi đó, nhưng ông nói là hôm nay em đừng đi chùa nữa. Nói, hôm nay ông sao vậy? À, nổi tam bành lục tặc lên, tức là nói cái những câu nói rất là khó nghe. Chứ bắt đầu ông mới nói nè: 32 năm em đi chùa rồi, em có thay đổi được cái gì đâu. 32 năm em đi chùa, em không thay đổi được gì hết. Bản thân anh không đi chùa, nhưng anh khấm không như em. Em coi lại mình đi, em đối xử với con cái như thế nào, em đối xử với anh như thế nào, và hành động của em sống gia đình này như thế nào, em nhìn lại đi. Các em cũng nhìn lại mình đi. Thì người vợ sực tỉnh liền. Thì người vợ cũng có tu, cũng có niệm Phật, cũng có tụng kinh, cũng có nghe giảng, nhưng mà không áp dụng. Không áp dụng nơi. Thì người vợ lúc đó đứng lại, hít thở thật sâu, nghe thử ông nói gì. Mà may là có được cái sự hít thở nha. À, ông nói gì? Tức là có tu á, chứ nếu mà không có tu là săn quần nhảy động lên rồi. Tức là ông có, bà ta có tu nên bà mới hít thật sâu. Rồi ông mới nói tiếp: em sống với con tệ lắm, em sống với anh cũng tệ lắm, em sống với mọi người trong gia đình này tệ lắm. Em ý cái quyền làm mẹ, làm vợ, em muốn nạt nộ ai em nạt à. Một tháng có một cày rằm mà em rằm cả ngày, ngày nào em cũng rằm. Tức là cái câu nói vi diệu của một người Phật tử không tu tập đi chùa. Quý vị nghe cái câu này lần nào chưa? Chưa đó. Tức là một tháng có một ngày rằm thôi, mà tại sao ngày nào em cũng rằm, em cũng rằm. Thế là cô ta thả cái túi sách xuống, bước vô nhà, tỉnh ngộ liền, ngồi khóc nguyên một buổi, không nói gì hết, không đi chùa luôn. Chắc chắn rằng năm sau cô ta sẽ đi trong khóa tu này, thầy sẽ dẫn cô ta đi, chắc chắn. Mà không biết sang năm có được mời nữa không. À, thì cô ta mới ngồi nguyên một buổi không đi chùa, từ sáng miết tới trưa. Thì cô ta mới ra bưng cơm cho chồng, dọn cơm ra mời anh ăn cơm, quỳ xuống xin lỗi: em sai rồi, em sai rồi, cho em xin lỗi. Ổng thì bình thường thôi, tôi nhắc cho bà nhớ vậy thôi chứ. Tôi nhắc cho bà nhớ vậy thôi chứ lâu nay bà sống tệ, bây giờ thôi vậy được rồi, thôi cố gắng tu tập thôi, chứ cần gì đi chùa đâu em. Đi chùa thì cũng tốt, nhưng đi chùa phải tu, chứ em tu kiểu đó thì con cái nó coi thường em. Anh thì không nói gì để con cái nó coi thường em. Câu chuyện có thực, 101% luôn. Cho nên thưa quý vị là cuộc sống của mình hàng ngày á, nó va chạm với cuộc sống nhiều lắm. Nếu mà đụng tới chuyện tiền bạc và kinh tế thì nó còn cực khổ hơn. Vừa cuộc sống áp lực của gia đình một phần, và cuộc sống với cha mẹ với con cái xong, mình phải giải quyết hết mọi việc, vì mình là người con hiếu mà.
Mình là người Phật tử mà, mình phải giải quyết đâu ra đó cho em đẹp. Ngoài cái vấn đề đó ra, kinh tế nó gánh trên vai mình một gánh nặng cực kỳ. Mình cần phải san sẻ và chia sẻ hết tất cả. Cho nên trong cái khóa tu này, quý vị sẽ cảm nhận được điều gì và áp dụng ngay trong cuộc sống của mình trong hiện tại. Và đem cái sự tu tập này, đem những cái hình ảnh này, đem cái sự hiểu biết này về mình sống trong cuộc sống trong gia đình của mình. Để cho chồng mình cảm nhận được bà đi tu về dễ thương ghê, mẹ đi tu về dễ thương ghê, bà đi tu về dễ thương ghê. Chị hàng xóm nhìn thấy, ồ chị đi tu về dễ thương ghê, tuần sau kỳ sau chị nhớ đăng ký cho tôi đi với. Dấu quan trọng. Có một hôm có cô Phật tử kia, nửa đêm dậy tụng kinh lóc cóc lóc cóc lóc cóc lóc cóc lóc cóc nửa đêm. Cái hàng xóm người ta chửi, cái ông chồng á chửi, bà làm gì mà nửa đêm mà gõ cho tôi ngủ. Thế là ông chồng có điện thoại, thầy vô đây thầy coi nè, thầy vô đây thầy coi, bà thầy dạy gì vợ tôi mà nửa đêm cho tôi ngủ. Rồi có chuyện gì chú, 4 giờ sáng giờ tôi ngủ mà bà dậy bà gõ lóc cóc đánh chuông len beng, rồi hàng xóm không ai ngủ được, là thế nào đây, tu tập như gì mà giờ này là giờ ngủ của tôi. Thế là ông la như vậy. Thì lúc đó thầy nói, hôm đó thầy cũng sơ suất là mình cũng quên hướng dẫn cho đạo tràng mình cái chỗ này. Ý bà là bà nói rằng là tôi dậy tôi tụng kinh cho ông tỉnh ngủ, ông dậy ông tu theo tôi. Nhưng mà khó lắm nha quý vị, không đơn giản đâu. Tức là mình không có thể tụng kinh to để cho ông chồng nghe, ông chồng tỉnh đâu. Ông Phật nói họ cũng không nghe nữa chứ huống gì mình, đúng không? Giờ người ta đang mê, mình không bao giờ làm gì được. Cho nên mình muốn chuyển hóa họ thì mình cần phải đem cái thân này chuyển hóa này, đem cái lời nói này chuyển hóa này, đem thân này chuyển hóa. Chứ còn đối với mình mà dùng pháp chuyển hóa họ không bao giờ được. Họ nói nhảm, đúng không? Thầy kêu cái cô đó ra, thầy nói cô, sao cô làm vậy 4 giờ sáng mà giờ đó giờ tụng kinh của quý thầy ở chùa, nhưng cô ở nhà cô phải ngủ đi chứ. Sao cô tụng kinh, không con phải dậy tụng kinh. Nếu mà cô tụng kinh thì cô dậy, cô rón rén thôi. Cô bật điện lên, con thắp cái nhang, đừng làm sao tới cái giờ làm đừng mất giấc ngủ của người trong nhà, đặc biệt người xung quanh. Cô dậy cô tụng kinh, cô không cần phải gõ mõ, cô không cần phải đánh chuông, mà cô chỉ thắp nhang lên, bật điện lên, đóng cửa lại, đừng để cái ánh sáng lọt vào phòng người ta, làm sao đừng mất giấc ngủ người ta, phải thật thận trọng điều đó. Chứ cô làm cho người ta sanh tâm thì họ sẽ khởi tâm bất kính, là tổn phước họ và kể cả tổn phước đến cô. Cho nên mình làm việc gì cần phải cẩn thận. Cho nên cô dậy, cô muốn tụng kinh thì cô phải ngồi bình tĩnh xuống, cô lại Phật, rồi tọa thiền, cô đi quanh quanh trong cái phòng khách của cô niệm Phật rất là bình tĩnh, đừng bao giờ đụng chạm, không cần gõ mõ. Cô lật kinh ra, cô nhìn kinh, cô liếc, cô đọc từng chữ một thầm trong miệng, và cô niệm Phật niệm thầm trong miệng, và cô đừng đánh chuông, đừng gõ mõ. Cái tiếng chuông tiếng mõ nó không là cái gì cả, nó chỉ là cái pháp khí để giữ cái nhịp cho mình tụng kinh tụng kệ mỗi khi có chúng. Còn mình tu không cần chuông, không cần mõ, đúng không quý vị? Giờ người ta đang ngủ, tỉnh ngủ, mất giấc ngủ, đúng không quý vị? Cho nên quý vị, đây là những điều thầy muốn chia sẻ với quý vị để về áp dụng cho cuộc sống của gia đình. Chứ nếu quý vị mà cứ làm theo ý của mình thì những người xung quanh mình cực kỳ nguy hiểm, họ sẽ khởi tâm phiền não là mình sẽ cộng nghiệp với họ. A Di Đà Phật. Đường sa mạc mịt mờ trong đêm tối, nhưng em ơi còn một nẻo vinh quang. Có trăng vàng bác ái đẹp tình thương, có suối ngọt dương chi lờ lững chảy, có giống cây từ bi muôn vạn trái, có hoa thơm hỷ xả ngát hương lành, có con thuyền bát nhã độ nhân sinh, vượt bể khổ đưa người về bến giác. Nghe tôi nói, em mỉm cười hoan lạc, tay siết tay trong ánh mắt tâm tình, đêm dần tàn trời trở lại bình minh, rồi em ở hay đi là tùy ý. Nếu ở lại thì tập rèn ý chí, còn ra đi thì tiếp tục đấu tranh. Muốn ở lại thì phải tập rèn ý chí, phải tập rèn nghị lực, phải tập rèn tất cả những cái gì mà mình đang học được. Phải niệm Phật, phải tụng kinh, phải ăn chay, phải sám hối, phải làm công tác từ thiện, phải làm tất cả những việc gì các thầy dạy với khả năng của mình có. Và tất cả những cái chướng duyên trong cuộc đời này thì mình cần phải tránh xa.
mình phát tâm Bồ Đề, phát Bồ Đề hạnh, phát Bồ Đề tâm, hạnh hạnh Bồ Đề, phát nguyện Bồ Đề. Mình phải làm việc chỉ cần thiết để mình trưởng dưỡng cái tâm của mình. Phải tập rèn ý chí và nghị lực. Ý chí nghị lực này có rất là nhiều công đoạn. Ví dụ ngồi thiền, chúng ta cũng dùng ý chí và nghị lực. Chúng ta ngồi bình tĩnh, Thầy đã hướng dẫn cho các vị rất là nhiều rồi đó. Quý vị ngồi 15 phút được. Lần sau đến 30 phút. Lần sau đến 50 phút. Từ từ dần dần. Đừng có ép mình ngồi nhiều quá không tốt. Cảm giác thấy chân tê thì chúng ta không chịu được, thì chúng ta buông xả ra và đi kinh hành. Nhiều phương pháp tu mà. Để chúng ta đi kinh hành mà chúng ta mỏi chân thì chúng ta lại ngồi xuống niệm Phật lại. Niệm Phật cũng được. Tọa thiền hít thở cũng được. Nhiều cái phương pháp. Phương pháp nào cũng đưa tâm chúng ta trụ về một chỗ cả. Đó. Niệm Phật. Hít vô. Nam mô. Thở ra. A Di Đà Phật. Hít vô. Nam mô. Thở ra. A Di Đà Phật. Mình trụ tâm mình vào đó. Đi kinh hành cũng vậy. Bước chân tới. Nam mô. Bước chân tới A Di Đà Phật. Còn lại Phật cũng vậy, mình lại một tâm thành chí kính. Như vậy tất cả những phương pháp tu hành của mình đi trong từng công đoạn bắt buộc mình phải có nghị lực và ý chí. Nếu không có nghị lực ý chí không bao giờ chúng ta tu được. Nghị lực ý chí này nó nhiều nhiều công đoạn khác nhau. Ví dụ sự tu hành của chúng ta, nếu niệm Phật chúng ta ngồi mỏi chân rồi chúng ta đứng dậy bỏ đi mất không tu nữa. Chúng ta đang niệm Phật hay mệt quá, ngồi mệt, bỏ đi chỗ khác. Giờ sách ra tụng kinh, có những người khác gọi điện thoại, bỏ đi chơi mất. Tức là tất cả những cái vấn đề tu tập của chúng ta, nó không có được nghị lực, nó không có ý chí, nó không có sự liên tục, thì chúng ta không bao giờ đạt được cái điều chúng ta muốn. Vì vậy chúng ta cần phải có ý chí, cần phải có nghị lực. Quý vị thử như thế này cho Thầy một hôm đi. Quý vị ngồi thẳng và quý vị đếm hơi thở theo cái sổ tức á, hít vô, thở ra, đếm một, nhưng mà đếm trong tâm thức thôi. Hít vô, thở ra, đếm hai, cho đến mười, mười rồi trở lại một, đừng đếm 11, 12 nha. Đến mười rồi trở lại một, mười rồi trở lại một. Mà quý vị đếm được 10 hơi đến 100 hơi mà không nhầm, Thầy quỳ thì lại quý vị được 3 lại liền. Thử đi quý vị, thử đi. Trong cái công đoạn tu hành lục diệu pháp môn là cái phương pháp đầu tiên là quán sổ tức. Quán sổ tức như vậy là đếm hơi thở mà đếm không nhầm. Chúng ta Nam mô thở ra A Di Đà Phật thì chỉ có Nam mô A Di Đà Phật, không đếm thì chuyện bình thường. Nhưng coi chừng đang niệm A Di Đà lộn qua thế chí, lộn qua Quan Âm. Chắc chắn luôn. Còn nếu chúng ta hít đếm hơi thở từ 1 đến 10, bảo đảm đang 10 rồi xuống 1, lên 5 rồi lên 7 rồi lên 15. Quý vị thử coi. Nếu quý vị về thực tập cho mình, hít vô thở ra, ngồi bình tĩnh, ngồi tư thế nào cũng được. Ngồi ghế cũng được, ngồi bán già cũng được, ngồi kiết già cũng được, ngồi xếp bằng cũng được. Nhưng mà chúng ta phải giữ được cái trạng thái tâm buông hết và chúng ta hít thở. Hít vô thở ra đến 1 cho đến 10 rồi trở lại 1 cho đến 10. Quý vị thực tập như vậy mà khi không có nhầm trong lúc quý vị tọa thiền 10 phút và 20 phút, không nhầm là quý vị được đạt được một cái trạng thái sổ tức trong giai đoạn lục diệu pháp môn các vị đã qua một giai đoạn đầu. Vì quý vị thử đi. Nửa năm đó không đơn giản đâu. Cả năm luôn đó, có thể cả đời. Nếu quý vị nào có một cái trạng thái vững chãi, nhiếp tâm sớm, có nghị lực và có những cái công năng tu tập lâu, sám hối nhiều thì quý vị sẽ đi vào định nó dễ. Còn quý vị cứ nghe người ta nói ngồi thiền để tập trung vào định mà quý vị quên lại Phật, quên sám hối, quên tụng kinh thì quý vị khó đi vào được cái trạng thái này. Trước khi quý vị muốn đi vào cái trạng thái tọa thiền để cho được định tâm mau thì quý vị phải lại Phật sám hối. Lại Phật sám hối là một trong những phương pháp vi diệu cực kỳ. Một là chúng ta ngũ thể sát đắc, là quý vị một trong những phương pháp tập yoga tuyệt vời rồi. Eo cũng thon nữa. Đó, người tất cả những cái cơ thể của các vị sẽ lỏng hết tất cả những cái khớp xương rồi ra. Ngũ thể với sát đắc. À, thì cái phương pháp đó là một trong những cái phương pháp tập cho các vị đứng dậy ngồi xuống, tập thể dục.
tập phương pháp, một trong những cái thế tập yoga. Như vậy quý vị cần phải nên lạy Phật sám hối cho thật nhiều. Hỏi sám hối cách làm sao? Mình hướng tâm về chư Phật, chư Bồ Tát và khởi lên một tư tưởng: đệ tử con tên Nguyễn Thị A, pháp danh là Diệu B, pháp danh là Diệu Xà, Diệu Ổi gì đó. Lâu nay con đã tạo các nghiệp ác, đều bởi vô thủy tham sân si, từ thân, từ miệng, từ ý mà sanh ra. Tất cả hôm nay chí thành đối trước Tam Bảo, cầu xin sám hối, lại xuống lại. Rồi đứng dậy, tiếp tục: đệ tử con tên gì đó, lâu nay đã tạo các ác nghiệp, mình liên tưởng đến những cái nghiệp của mình tạo trong quá khứ á, bẻ chân gà nè, bẻ chân dế nè, cắt cổ gà nè, sát sanh nè, hại vật nè, trộm cắp nè, nói dối nè, liên tưởng đến tất cả những cái chuyện đó, rồi mình khởi lên cái tâm đã tạo các ác nghiệp đều bởi vô thủy, do tham, do sân, do si, từ đâu? Từ thân, từ miệng, từ ý mà sanh ra. Tất cả hôm nay xin sám hối. Quý vị về thực tập cái pháp môn này, lại Phật trong thời gian một năm, là quý vị thấy chuyển hóa tâm thức của mình ngay tức khắc. Lúc đó bước đi cũng nhẹ, hơi thở cũng nhẹ, làm việc gì cũng nhẹ cả. Mà dập đầu xuống lại Phật sám hối là một trong những phương pháp mau diệt nghiệp nhất trong tất cả các pháp môn tu hành. Thưa các vị là như vậy đó. Rồi có một người Phật tử nói như thế này: con chỉ lạy Phật thôi, con chỉ lạy ba mẹ con thôi, còn mấy người đó con không lạy đâu. Lúc đó thầy mới dừng lại một niệm, thầy mới nói như thế này: nó xin lỗi các vị, thầy nói anh, Phật anh lạy là chuyện bình thường, cha mẹ anh lạy là chuyện bình thường, thầy tổ anh lạy là chuyện bình thường, nhưng mà anh lạy được con chó, anh là bậc vui, là một bậc thánh. Ông tỉnh ngộ liền. Phật là mình lại là chuyện đương nhiên, Bồ Tát mình lại là chuyện đương nhiên, cha mẹ mình lại là chuyện đương nhiên, nhưng mình lại một con súc sanh thì lúc đó anh mới là bậc thánh. Chứ còn anh nói là người đó anh coi thường, anh không lại thì anh chả là cái gì cả. Đúng không quý vị? Chúng ta bước vô chùa, chúng ta thấy chú tiểu, không, ông nó còn nhỏ, khỏi chào, chào ông trụ trì sướng hơn. Cái tâm mới đi chùa đó, à, đúng không quý vị? Mới bước vô chùa, thấy chú tiểu, ông này nhỏ không chơi, không chơi, gặp trụ trì thôi. Đôi lúc cái tâm của những người mới đi chùa là vậy. Khi mình bước vô chùa, mình là Phật tử, bước vô trong chùa, không cần phải trực tiếp gặp chú tiểu, mình chỉ cần một người ở cổng chùa là mình đã hỏi được rồi. Đúng không quý vị? Mình chào và mình hỏi được rồi. Và người trước cổng chùa hỏi: dạ cô đi đâu, cô có chuyện chi? Thì người đó người ta sẽ hướng dẫn cho mình, cô sẽ đến đó gặp ông đó, tiếp tục ông đó sẽ hướng dẫn điều đó, điều đó sẽ gửi gặp ông đó, rồi tới gặp ông trụ trì. Chứ ông trụ trì đứng miết mày săn ở đâu cho mình gặp? Đúng quý vị? Dễ nhiều người không biết, đi vòng cả xung quanh chùa đi tìm, hỏi thầy đâu, tôi lên tôi tìm hoài không gặp. Đôi lúc oan như vậy đó quý vị. Ông thầy không có chỗ ngồi của ông chứ, chứ lúc nào ông cũng ngồi miết ở ngoài vườn, đứng ngồi miết cái phòng khách để đợi mà tiếp khách. À, con anh Phật tử kia, lúc thầy còn điệu thôi, vô chùa lúc nó 14, 15 tuổi, thì đang quét sân, thì ông đi lên. Lúc nào cũng đi lên là vô đập cửa ông trụ trì, sư phụ thầy thôi. Lên đập cửa, không cần hỏi ai. Sao đi lên mà gặp mình đã không hỏi thầy, mà lên cứ đập cửa. Mà ôn sư phụ là ông rất là bực, là cái người vô đập cửa. Mình gõ cửa thầy mình là mình gõ rất nhẹ, là mình đương tiên tam đàm chỉ, tức là mình chỉ gõ ba cái nhẹ vậy là ông nghe rồi đó. Mà họ đến là lúc nào cũng vậy, thầy để ý rồi. Xong khi là Dũng Thanh để ý rồi xong, cái bắt đầu hôm đó ông lên, Dũng Thanh đang quét rác ngồi, ông đi vô, đi lên thẳng luôn. Hôm đó là sư phụ đi họp rồi không có nhà, ông bước lại ông gõ đã, xong rồi ông xuống. Ông xuống vậy chứ, có ổng nhà không? Cái thầy mới nói: ông nào chú? Biết rồi, nhưng mà cái ông nào chú? Ông trụ trì á. Cái thầy mới nói là: hồi nãy chú bước vô đây, chú sao chú không hỏi con trước đi? Nếu chú hỏi con trước thì chú đâu có cần lên đó mà chú gõ bùm bùm. Tôi xin lỗi. Rồi cái đi về.
vậy thôi, tức là cái vị đó cũng một cái vị là ngã mạng đó, chỉ là chơi với trụ trì thôi chứ còn chúng ở dưới thì chả có ăn thua, à, đúng không quý vị? Đôi lúc quý vị có khi nào lúc trước chưa tu tập các vị có tâm đó không? Chưa tu tập á? Không hả? Vậy là các vị là hay rồi đó, à, có duyên của tiền kiếp á. Không, cái hôm đó miết tới và mãi về sau nữa, ông đó đi lên chùa không bao giờ làm như vậy nữa, gặp người nào cũng hỏi cho tôi gặp thầy. Một bài học ngay tức khắc. Có thể là 14 tuổi mình chưa làm được việc gì, nhưng mình có thể dạy cho người ta một bài học. Là anh đến anh phải biết hỏi, trụ trì còn phải có thị giả, có người chăm lo cho thầy chứ. Hồi xưa Đức Phật cũng vậy, muốn gặp Đức Phật thì phải qua ngày A Nan, đúng không quý vị? À, còn ví dụ các vị có người ở, ai vô bấm cửa chuông thì con bé người ở ra nó mở cửa, cô bác muốn gặp cô chủ thì họ mời xuống. Đó là cái lễ độ, cái phép tắc. Còn đây mình như vậy là không được. Cho nên sự tu hành của chúng ta nó vô cùng ứng xử trong mọi tình huống để chúng ta có thể trở thành một cái hình ảnh đẹp trong cuộc đời này. Chứ nếu chúng ta cứ cho rằng ta là người nhất trong xã hội này, chúng ta bước ra, chúng ta coi hai không ra gì, là chúng ta không được gì hết. Đó.